bà ngoại đẩy chay vô tới chỗ shopping rồi cô chú ơi. Nè mọi người ơi, thì bây giờ thím sẽ vô lại cái cửa hàng này Lululemon. Đây các bạn, như trong đây là có hiệu Chimichu nè. Ở đằng đây là cái hiệu Moncler. Đây bây giờ sẽ vô Moncler. Đó, các bạn thấy núi không không? Là đồ này nói chung là chuyên gia là dành cho đồ ấm rồi. Đó, áo quần đây. Hả, chào mẹ chút con. Đây nè cô chú ơi, hồi nãy giờ đã mua được một vài thứ đây nữa rồi. Thì bắt đầu là bây giờ đi tiếp tục đây, rồi có gì về đặt hộp cho cô chú coi là hôm nay gia đình mua được cái gì nữa nha. Bây giờ Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì theo như đầu cái video clip các bạn đã thấy là hôm nay Ngọc đi qua chú Bình chơi đó, rồi Ngọc có đi shopping. Hồi bữa Ngọc có đi shopping một lần ở chú Bình đăng ở trên kênh của chú Bình rồi. Thì bây giờ vì yêu đi quá yêu khác nữa, nên là đi cái bữa khác nữa, nên hôm nay Ngọc sẽ quay. Hello cô chú. Cô hello cô chú lại đi. Nó hello lại đi con. Bây giờ Ngọc sẽ cho tất cả mọi người cùng xem là hôm nay Ngọc đã mua được những gì nha. Cái túi này là đây, cái túi này là của thím. Để từ từ để con cho mọi người xem hôm nay con mua được những gì đã. Hôm nay Ngọc đi, Ngọc mua được rất là nhiều đồ cho chồng của Ngọc. Hên, bữa nay có size của The Winmark đây. Dễ hả? Dạ. Đây, một cái áo cũng cái hiệu của Lululemon, là cái hiệu mà dạng mà thể thao á các bạn. Đây. Khung này rất là mát. Khung này rất là mát, đi tập thể dục, thay đồ á, mùa hè mùa đồ á, mặc rất là đẹp luôn. Cái áo này có giá là 78 đô, sale còn 50 đô, khoảng 1.1 triệu một cái, là sale cũng được 28 đô luôn á. Tại vì giờ là vô mùa, dạ, vô mùa spring, chứ nếu không mà mai mốt mùa đông á, sale lại rẻ nữa. Mai mốt kiếm sẽ đi mua mùa hè. Dạ. Đây là một cái áo tay dài, và phần sau này cũng có cái họa tiết khác nữa nè, mặc một cái thấy nhẹ, dạ, nhẹ như bong bóng. Còn cái này do tay dài nên là mắc hơn 9 đô, là cái áo này khoảng 60 đô. Tiếp theo cũng là một cái áo tay dài giống y như cái màu đen nữa, nhưng mà cái này là cái màu xanh. Màu này tươi hơn màu xanh. Cái giá cũng là 60 đô luôn các bạn, là khoảng 1.2 triệu, 1.3 triệu. Rồi đây là một cái áo này là cái áo dạng sao tiếp này, áo sơ mi. Dạng sơ mi nhưng mà đi để cho travel á, cái dạ, kiểu vậy đó, cho nó khỏi bị nhăn á, không không? Cái kiểu dạng giống dù dù vậy đó, áo này có giá là 70 đô. Chưa sale là bao nhiêu mà cũng không biết nữa. Ờ không, sale còn có 30 đô cái áo này à. Là cỡ khoảng 600 ngàn cái áo này. Chứ thường thường cái áo này là mắc hơn vậy nhiều luôn á. Thường thường áo là 128 đô mà sale còn 29 đô. 29 cho thuế rồi vô 128 đô là khoảng 3 triệu đồng một cái áo các bạn, mà sale còn 600 ngàn. Rồi đây là cái áo, một cái áo thun có cổ à, đơn giản các bạn, đơn giản thôi, còn 60 đô, áo thun có cổ, thường giá chưa sale là 98 đô. Đây một tiếp theo, một cái áo có thun có cổ nữa. Màu này cũng dễ thương quá ta. Dễ thương lắm. Màu này thì quên bạn đẹp. Cái cổ đằng sau đẹp nè, tại vì đa da của Điều Quynh trắng á. Cổ này đằng sau đẹp nè. Đẹp lắm. Cổ đó bạn màu nó đẹp. Thím cũng thích nữa con. Thím thích mấy cái màu đó. Phải không? Tại vì da trắng á. Cái áo này là sale còn 39 đô. Chưa sale là 98 đô. Là đây là một cái túi đồ của chồng Ngọc. Là bây giờ là đồ mặc là thoải mái rồi, vô tư rồi đó. Vô tư và hồn nhiên rồi đó. Vô tư và hồn nhiên cho cái mùa spring. Ngọc cũng mua được một thêm hai cái nữa cho mình. Một cái áo này tự thưởng đó. Tự thưởng, con là cứ thưởng con biết rồi đó. Thì mình lập cực thì mình cứ thưởng đi con. Đây, một cái áo polo có cổ của Moncler. Cái màu này con cũng chưa có cái áo nào màu này, nhưng mà con có đôi dài màu này rồi. Màu quá đẹp. Thím rồi thích mấy cái màu. Con thích cái này à, ngay chỗ này nó có cái nhung ngay chỗ này nè. Rất là đẹp luôn. Cái áo này thì ngài cho phép là không nói giá.
Còn đây, đây là cái áo màu đen. Dạ, yeah, màu đen mà. Chắc xa quá không thấy luôn á. Đây ở giữa các bạn có một cái logo. Đó, cái chữ Moncler, cái giữa logo, mà cái logo ở giữa được làm bằng nhung luôn. Đó. À quên nữa, con còn cái áo màu xanh nữa. Để khoe mọi người luôn cái áo màu xanh. Áo màu xanh. Áo này cũng cho phép Ngọc Phong nói giá. Cái áo màu xanh của con đâu rồi? Dây, dây bỏ áo của mẹ đâu? Đó, trên đó đó. Trên cái hộp đó kìa. Hộp nào? Đó. Không, đi con cây này. Ờ, con bỏ vô đó lại. Cái áo màu xanh này nè cũng giống như cái áo màu đen hồi nãy, nhưng mà cái áo màu đen hồi nãy á, cái dòng ở giữa có nhung, còn cái này là không phải là nhung. Mà nó là cái gì á? Cái này là gì thế mà không phải nhung mà là gì nè? Cái này chỉ nó thiêu. Chỉ thiêu lên. Chỉ thiêu lên. Đó. Chỉ thiêu lên á. Đó. Qua cái thím cháu rồi với chú rồi đi shopping miết à. Yeah. Nói chung là cái thành phố của con á, nó cũng là một cái thành phố nhỏ. Nói chung là có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà những cái chỗ mà nói chung là sao ta? Không biết giải thích làm sao để mọi người hiểu qua cái à. Nói chung là ở Mỹ tiểu bang nào thì chỗ nào cũng có đó. Có, đúng rồi. Không phải là không có, nhưng mà qua tới đây nhìn không? Cái đồ khác. Đồ khác dạ. Đồ khác à, mỗi cái tiểu bang ha, với mỗi cái thành phố, giống như đây mình đi qua Cali là đồ khác. Đồ sẽ khác, đúng rồi. À, từ màu sắc cho tới kiểu cái cỏ. Kiểu cỏ là khác. Đúng rồi, có khi có cái chỗ đó Cali có mà mình không có. Dạ, đúng rồi. Vậy đó. Đây còn đây là kiếm, cô để cho kiếm làm. Mình cũng không thua gì đâu, mình cũng cháu tặng cho mình rồi thì bây giờ lại mình phải bị tốn tiền cả nhà. Dụ được kiếm mua đồ này. Nhưng mà mình lại thích cái túi mang ngay eo. Tiếp, cái này một là mang ngay eo, hai là mang ngay chiếc ngực kìa nè. À. Ê vậy, qua sao rồi? Mang giống như cái túi Gucci quay của con vậy đó bác gái. Quay lại. Quay làm sao đó đó. Đó, về đây. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con quay lại. Đó, đó cái tiếp càng sao cho con ơi. Đó. Đó, y vậy đó. Này. Đúng rồi. Đó, đúng. Khi mà mình đi travel, mình đi bỏ chơi, bỏ đồ vô, bỏ giấy tờ nhẹ hiều luôn. Nhưng mà theo ý thím thì thím chỉ thích ngay cái eo của thím thôi. Dạ. Okay. Để thím bận cái áo bự, cái thím bỏ ra luôn. Cái này là giảm giá còn như thế nào? Giảm giá rồi, cái đó còn 20 đó coi. Còn 20 đô la là cỡ chừng 500 ngàn đó. Tới... Nhưng mà chưa giảm giá là... Mắc lắm à. Chưa giảm giá 60 đô, là chưa giảm giá. À, cháu mình là mình tốn tiền buồn ghê luôn. Không có gì đâu bác gái. Tại vì mình định là không mua. Rồi, Ngọc tặng cho thím hai cái quần thì bây giờ thím mua thêm giờ hai thím cái quần đi nữa. No, thím vớt ba cái. Ba cái hả? Ừ, đó. Ủa ở đâu trôi dưới sông mà mình đem vớt lên hả bác gái? À, thím vớt đó, thấy không? Đây mình đẹp nè. Mình chuẩn bị mấy cái quần lửng như thế này để mà mình nếu mà hết cái chuyến hết dịch thì mình sẽ đi Việt Nam. Đó, thành ra mình chuẩn bị đồ nha cả nhà. Không, mấy cái đồ này, mấy cái quần này mẹ con mặc cũng ngon lắm nữa nè. Nó mát, nó thoải mái. Mẹ con mặc có lý nè. Dạ. Mặc thoải mái. Đó. Trời ơi. Còn cái này thì này sao còn nhiêu thiếu? Thiếu mua. Cái này ha con. Còn 40 đô. 40 đô là 400 ngàn. Chưa sale là 98 đô. Đồ khỏi 40 đô là 900 ngàn á. Còn cái này là cái này thì màu đen, màu y đen vậy y màu cũ con cho thím thì cái thím mua thêm cái nữa. Ồ, là thích quá hả? Dạ, mình có một cái tật rất là lớn cả nhà, thí dụ như cùng một kiểu áo này mà nếu mà mình thích mình mua ba màu luôn, ba cái, nếu có ba màu là cái này giống y chang cái con mua ba cái luôn. Y chang chính hiệu. dưới ồ, màu quá đẹp luôn. Màu này mình kêu là màu gì cả nhà? Màu chanh. Màu chanh hả? Thấy không? Hồng màu, màu da gà. Người ta kêu dưa cải. Dưa cải hả? Dưa cải muối hả? À, đó. Thì cũng còn 40. 40 đô. Dạ. Yeah. Thì cái này, màu này, cái quần này mà có màu con là con có lý chứ vậy. Ừ. Dễ thương. Rồi. Thì thấy đó thôi, đồ đây, cũng sale rẻ. Còn đây là tới chú. Đó, cái anh thôi cũng... mình cũng mua trong xã mình luôn. Đây, cái áo sơ mi của chú. Đó. Cái áo này thì giảm giá cũng còn tốt lắm các bạn, còn 29 đồng giống như cái áo của chồng Ngọc vậy đó. Yeah. Chú mua một cái màu đen rồi một, trắng. Một cái màu trắng, nhưng mà chú lần đầu tiên mặc hiệu này luôn, nhưng mà vô thử á nó y như là Donnie đóng giày luôn á. Ba con chắc mặc cái hiệu này cũng có lý lắm nè. Nếu ba con thì nói chung là cái kiểu cũng giống nhau hết các bạn, nhưng mà chỉ khác màu thôi. Khác màu thôi. Đó.
Nhưng mà chú thì mặc small chứ mặc còn ba con thì chắc extra small. Quên, hồi nãy giờ mình quên có còn một cái túi đồ này nữa. Đây, cái này là Ngọc mua giùm cho cô Út của Ngọc. Đây là đồ Ngọc mua giùm cho cô Út của Ngọc. Tại vì cô Út của Ngọc mua về cái Ngọc khoe, Ngọc đoạn thoại Ngọc khoe đó. Cô Út nói đi mua giùm cô Út nữa. Thì cũng cái hiệu Moncler, giống như cái áo của Ngọc luôn. Nếu mà các bạn có coi kênh của chú Bình rồi đó thì Ngọc có mua cái áo y chang như vậy của Moncler ở bên, chỉ một cái áo trơn thôi, còn ở bên đây thì có cái logo đó, là cái này của cô Út. Rồi còn cái này á thì cũng y chang vậy luôn, nhưng mà nó là màu xanh đậm. Áo trơn, ở bên đây có cái cũng cái logo, cái logo bên, luôn bên tay. À, cái logo này là cái logo đúng là cái logo mịn mịn luôn nè, logo không lần khó thấy ha. Đó là cô cháu là mặc đồ đôi đó. Cô Nhung á, mà cô Ngọc ở bên Cali mà mỗi lần đi đâu mà có đồ nào mà giá tốt á là cũng cô hay gọi cho Ngọc hỏi có thích không, xong rồi cái cô mua xong rồi cô Nhung gửi qua giùm cho Ngọc. Bữa nay thì Ngọc không cần gửi. À, bữa nay là không cần gửi. Tại vì hồi bữa là nói chung là thiếu cô Nhung tiền. Là cái tiền mà đánh cái Super Bowl. Đánh cái bóng bầu dục mà trận chung kết á. Con gọi cho chú Lũ, con hỏi chú Lũ đánh không, con với chú Lũ bắt đội, xong rồi con thua tiền. Nên là cô Nhung ở bên đó, cô Nhung trả giùm con. Giờ con mua đồ này con trả lại cho cô Nhung. Ồ, à, y như vậy đó là nói chung là mình trả nợ tình xa. Cái này là đúng là trả nợ tình xa luôn nè. Mình thích một cái này á là nó không có bị nhăn. Mình giặt ngày hôm qua. Ủa, cháu hình như cái quần Thiến đang mặc với quần con mặc là giống nhau luôn á. Giống luôn á. Mà chỉ là size nhỏ hơn, size bự hơn thôi đó. Dạ đúng rồi. Chính xác luôn rồi. Quá bằng con. Mình quá là thích đi nhưng mà. Rồi chay á. Chay thì chỉ có đồ bác sĩ thôi cô chú ơi, không có mua được gì hết. Chay thì đồ bác sĩ đủ rồi. Ờ bác sao bác sĩ sao? Bác sĩ ngủ. Ồ bác sĩ ngủ rồi sao khám bệnh nhân được? Bác sĩ mà cứ thèm ngủ quá rồi sao đi khám bệnh nhân? Khám ngoại. Khám bệnh cho ngoại nữa kìa. Wow, rồi con khám mẹ sao? Khám mẹ sao? Khám mẹ sao? Đang rồi khám ngoại cái mẹ hỏi cái gì? Con khám cho cô chú thì sao? Đang khám chú nữa. Không khám cô chú nữa hả? Ôi ơi. Thôi khám đi mà. Ôi trời ơi, khám lỗ mũi hả? Ô trời ơi, khám lỗ mũi. Ui ghê quá, khám lỗ mũi ghê quá. Thì đó các bạn. À, một cái video clip nhẹ nhàng ngắn gọn. À, khám lỗ mũi. À, khám mũi, con để mẹ nói chuyện cô chú đi. Con đừng có chọt vô nghe chơi con chọt cho mẹ nín thở luôn á. À, rồi nhẹ thôi, rồi mẹ cảm ơn con nha, con đã không làm mẹ đau. Thì đó mọi người, thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Mình phải nói sao ta? Thì chiến đi Chicago này, thì cái chiến đi Chicago này Ngọc cũng thu hoạch được một số đồ mà Ngọc yêu thích. Thu hoạch cái này gọi là thu hoạch đó. Đúng rồi bác gái, sau bao nhiêu ngày mình làm việc vất vả bác gái hả? Đúng rồi, mình tự thưởng chứ con. Thường thường người Mỹ họ nói là mình đã working hard thì mình phải play your treat. Cái đó là giống như cái phần thưởng của con thôi. Dạ. Thành ra thím nấu ăn cực quá, thành ra thím không tự thưởng. Mặc quần nấu ăn thoải mái. Mặc nấu ăn quá thoải mái. Vậy các bạn ơi, thì chồng Ngọc mới về đây nên bây giờ Ngọc sẽ I bought you some clothes baby. Oh, okay. So I want you to try on. Ngọc nói Ngọc mua cho chồng Ngọc đồ, Ngọc muốn cho Ngọc thử. Ok. Đây. Đó, chồng Ngọc ảnh mặc cái áo vô rồi nè các bạn. Baby, what do you think? It fits very well. It's a little short on the sleeves and a little up high, but do you think it fit good, baby? As far as fitting, it fits me, but you want large? What do you think? It fits me well. I don't know if a large Turn around. Đó, áo này hiện tại này size medium là chồng Ngọc mặc được nè. It's a little tight, but it doesn't fit. I can't wear anything underneath it, like an undershirt or anything. So maybe large will be more comfortable? Maybe. It's a medium? Yeah, it's a medium. Cái này là size medium, là nó hơi ấy nè, bác gái nè, thấy không bác gái? JD, come here. JD. Nhưng mà nó vừa y luôn. Nhưng mà không biết giặt thì có rút vô không? Nếu mà rút vô thì... Nếu không được nó sấy. À, giặt mà đừng sấy. Giặt thôi.
Come here. You... Good job. Wow, đó. This is more comfortable, right? Yeah. Wait, babe, can you go... More comfortable to see how the sleeves come down to my shoulders? Yeah. Áo này là Lululemon là comfortable nè. Quá đẹp. Đây là cái áo tiếp theo nè các bạn ơi. Đó. Trời ơi. Dữ chưa? Đẹp thì Win wear đẹp. Thì Win mặc Lululemon đẹp quá cái ha. Turn around for me baby, turn around. Có da có thịt đó. Coi coi chơi vậy đó. Coi được không? Coi chơi vậy đó. Thôi 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 stop, 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 stop. Bị mọi người la bây giờ. Đây. Đây, tiếp theo một cái áo nữa. Không, để Win mặc màu nào cũng đẹp mấy cái hả? Turn around baby. Oh, you hurt yourself. Tụi Win giống như người mẫu của Lululemon vậy. Nhưng cái áo này có thể bẻ lên cái này nữa nè. Dữ chưa? Oh, find your focus. À, bẻ lên vậy cũng là một cái xì tai nữa nè. Jenny, I love the color. Oh, thank you. Đó, đây là một cái áo tay dài. Can you spin around? Okay, I'll spin around. Ready? Nữa. Rảnh ghê chưa? Coi rảnh ghê chưa? Trời ơi. Cái này thì giống cái hồi nãy luôn, chỉ khác màu thôi. À, comfortable right baby? Yeah. À, đây là cái áo đặc biệt nè. Dài dài nút bấm vô chứ không phải là nút ấy nè. Đâu quên mã đâu, đẹp đâu ha. Chú Nam would like to see you on this shirt. Yeah. He loves it. He loves it? Yeah, turn around. Yeah, I feel like it's a trash bag. Anh nói cái giải của nó giống như là cái giải của cái giấy thùng giấy mà cái gì đó, cái bịch rác, bịch thùng rác á. Tại vì cái giải của nó bằng dù, giống như dù vậy mà. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bác sĩ này kỳ quá. Ừ, bác sĩ gì kỳ quá. Bác sĩ này kỳ quá, bác sĩ ơi. Bác sĩ gì lo ngủ với lo ngậm dụng cụ khám bệnh nhân không à? Bác sĩ này kỳ quá. Thì sao? Con có muốn nói gì với cô chú không? Con nói không? Con nói cô chú ơi. Con nói cô chú ơi. I love you. Nói, hỏi cô chú có muốn con khám bệnh không? Không. Hôn mẹ Mến này, hôn mẹ Mến này. Hai. Hả? Ngồi kia. Con ngồi ở đây hả? Ngồi kia. Có ngang không? Ngang. À, ngồi đây khám bệnh, khám mắt. Ồ, chú, khám ngược rồi. Khám ngược rồi bác sĩ ơi. Đau quá bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ khám ngược. Bác sĩ làm cho tôi nhẹ nhẹ thôi bác sĩ ơi. Trời ơi, khám mà cầm lần hai tay luôn nè. Cái chừng chích thuốc. Một bên chuẩn bị chích, một bên khám. Sắp rồi. Đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, thôi xong.